Xin chào tất cả các anh em. Hôm nay thì Duy Nguyễn mời tất cả các anh em cùng với lại Duy Nguyễn đập hộp con loa Baxson 2 đến từ hãng Paramat ha. Và đây là phiên bản màu bình màu nâu và rô. Ở đây có dấu sách nè. Thì con này sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0, có cổng optical rồi cổng quang, cổng số. Đó, cổng này là cổng hai cổng này là cổng số. Và ngoài ra thì true wireless không dây, kết nối guitar USB 3.5, outline, mic in đầy đủ hết, tích hợp trong một con loa all-in-one. Và đây là một mẫu loa cao cấp, đặc biệt là rất là nhỏ gọn để cho tất cả mọi người có thể vui chơi, giải trí các hoạt động ngoài trời cũng như là trong gia đình của chúng ta. Phía bên trên thì được móc một cái kẹp hơi chắc cho nên là mình phải dùng một cái vít để mà mình khởi lên nha mọi người. Như vậy thì sẽ tránh được tình trạng rơi vỡ thùng khi mà vận chuyển đường dài luôn rồi. Chúng ta về chúng ta cứ khựi thẳng lên nha mọi người. Chiều này là 30, chiều này khoảng 50. Bên trong thùng thì được đóng gói cũng rất là cẩn thận ha quý vị. Phía mặt trên là sẽ có một cái lớp giấy và xốp để bảo vệ cho loa. Đây, đây là phiên bản màu nâu, rất là sang trọng và đặc biệt ha. Hộp này sẽ đựng micro và các phụ kiện đi kèm nha mọi người. Bây giờ thì em sẽ tiến hành nhấc con loa này lên. Đó, thơm mùi mới nha. Mở bọc nó ra nha mọi người. Với dòng Baxson này thì chúng ta sẽ có thêm phiên bản sơn nữa nha mọi người. Thì ở đây là em chỉ khui phiên bản bọc da. Thì phiên bản bọc da này chúng ta sẽ có 3 màu lựa chọn, đó chính là màu trắng, màu nâu và màu đen. Còn ngoài ra ở phiên bản thùng gỗ sơn thì chúng ta sẽ có nhiều màu sắc hơn ha, xanh tím đầy đủ hết. Phần logo Baxson được làm từ kim loại. Đó, rất là đẹp và liên lạc ha. Cái mặt lưới e căng phía trước nè, đẹp và liên lạc. Đồng thời dưới đây sẽ có một cái viền kim loại. Đó, được sơn màu vàng đồng và khắc chữ by Paramat phía dưới. Da đây, da đẹp nha. Da con này nó giống như dòng loa Marshall về mọi người, y chang như trên loa Marshall luôn. Đó, nhìn nó rất là chỉnh chu, bo viền đường nét đồ ha, nhìn nó đẹp y như loa Marshall luôn, không có giống như là những dòng loa bọc da khác. Đó, nhìn cảm giác nó cực kỳ mịn và sang trọng, và cái cách bọc nó cũng liền lạc nữa, không hề có mối giáp nào hết. Đấy, mặt bên trên thì chúng ta sẽ có cổng cắm guitar, cổng mic nè. Rồi âm lượng guitar, âm lượng micro. Rồi bass chép nè, echo nè. Rồi bass chép music. Rồi master. Có cái nút cao su để chặn lại. Đó, nếu mà chúng ta không xài chúng ta có thể đậy lại để không bị bụi nha mọi người. Phía mặt sau đây nha. Các nút điều khiển nè. Chuyển đổi chế độ nè, volume, rồi qua lại bài hát luôn. Cổng quang, cổng out line. Cổng này có thể để live stream nha, loa này live stream được luôn nha mọi người. TF USB có thể nhớ luôn, trên con loa này có thể nhớ và USB luôn nha. Đồng thời là đèn báo pin ha. Hiện tại là pin nó đang ok ha, đang đầy pin. Hai cái khay lấy hơi cho âm bass nó sẽ được nằm phía sau và theo hướng chiều dọc ha mọi người. Đấy. Cái cách bọc da của dòng loa này phải hợp giấy thì sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng loa di động nè. Dây nguồn và pin. Rất là phù hợp với lại cái màu của chiếc loa ha. Đấy, phiên bản màu nâu này thì mình cảm giác mình thích hơn phiên bản màu đen. Còn không biết mọi người thì sao. Nói chung mỗi một người một quan điểm ha. Chiếc loa này thì chúng ta sẽ có được hai bộ micro.
Micro này cũng có điều chỉnh âm lượng độ nhảy ở trên đây luôn ha. Mặc định để coi số mấy đây. Mặc định là số 6 mọi người. Mình cho nó về số 5 đi ha. Maximum của dòng này là 7, vậy mình cho nó là 5 dB đi. Độ nhạy chỉnh là 5 dB ha. Rồi. Vặn lại. Nói chung khúc trên là bằng nhựa nha mọi người. Ở dưới đây bằng kim loại. Chiếc micro này được làm bằng hai thành phần. Alo. Alo. Alo, chưa nghe nhỉ? Alo, 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 alo. Một, 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 hai, 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 hai. Alo, 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 một, một, hai, hai, hai. Alo, alo, một, một, hai. Khi mà chúng ta xài micro không dây trên dòng loa Baramax này thì chúng ta vặn vào cái nút volume wireless nha mọi người. Đó. Cái nút volume wireless này là nút để điều chỉnh cho micro không dây. Còn nút volume mic này á, cái chữ mà để volume mic á, thì nó sẽ dành cho micro có dây cắm phía sau. Chúng ta sẽ chỉ điều chỉnh được echo mà thôi. Đấy. Và chúng ta có thể tăng giảm nó. Chúng ta sẽ không thể can thiệp. Thì đây cũng là một cái sự đối với một số người mà thích vọc vạch á, thì lại không thích lắm à, lại không thích lắm. Nhưng mà một số người mà thích theo kiểu mà trải nghiệm và đơn giản đó thì lại thích cái điều này. Tức nghĩa là chỉ việc tăng giảm lên, hát cho nó hay là được. 6, 7, 9, 10. Alo. 1, 2, 6, 7. Phần echo thì cũng khá đẹp ha. Phần echo cũng khá đẹp. Thì đó cũng là đặc trưng của dòng Baramax rồi. Baramax trước đây thì họ cũng làm rất nhiều các cái dòng âm ly all in one đấy, và tích hợp echo, đặc biệt là những dòng âm ly karaoke gia đình. Thì trên cái dòng Bassin này cũng vậy, cái echo nó cũng giống giống như vậy ha, dễ dàng điều chỉnh và không có gì khó khăn khi mà tiếp cận cái chiếc loa này hết, chỉ có vài nút vặn thôi. Các chị em mình nghĩ là sẽ thích cái điều này. Rồi, tiếng mic thì nó cũng khá dày dặn và sáng đó, vẫn sáng và dày, cũng trong đó, không có bị rè, không có bị rè đó mọi người, nghe nó vẫn có cái gì đó nó rất là sang. Rồi bây giờ mình sẽ test nhạc thử luôn nha. Bây giờ mình sẽ cho phần âm lượng của nhạc về tầm 3 giờ. 3 giờ. Tiếng kích nghe rất là chắc ha, rất là chắc. Xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viễn xưa. Một chiếc loa nghe nhạc rất là ấn tượng về cả phần bass, mic, treble đều thể hiện rất là rõ ràng. Khá là ấn tượng đấy, mình khá bất ngờ về chất âm của
Passion. Nó nghe nó chưa đủ phê, tức nghĩa là nghe cái tiếng snare, tiếng gõ, nó bộ gõ nghe nó chưa có đủ mà nó thoát ra khỏi cái loa mọi người. Cảm giác nó vẫn hơi bí bí ha. Nhưng mà nghe nhạc đen thì hồi nãy nghe rất là ok. Mà sẽ nhờ những cái bài test vocal hồi nãy như test giọng của tình bơ vơ nghe cũng hay luôn. Mà sẽ thử mình kiếm một cái chất giọng nữ nào đó để mình nghe cái dãy trung. Thuở ấy xa xưa có một nàng thiếu nữ, một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn. Cuộc đời hôm nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang. Bao nhiêu trai làng yêu nàng đi theo xin nàng tim vàng. Mình nghĩ là đối với những người vị khách mà thích cái điều ngọt ngào và nhẹ nhàng thì chắc chắn sẽ thích cái dòng passion này. Tại vì nó đậm một cái chất bóp, nó đậm một cái chất bóp trên cái loa này mọi người. Đó. Thì nó sẽ ngọt, nó rất là ngọt ở cái dãy trung, nó sẽ không có hỗn. Đó, thì nó sẽ phù hợp với lại những cái thể loại nhạc mà nó thiên về EDM nè. Hoặc là những cái nhạc pop thì nó sẽ rất là phù hợp. Còn nếu mà chúng ta dùng nó để mà nghe trống thì chắc chắn là sẽ không ưng lắm đấy. Nhưng mà khi chúng ta nghe nhạc pop, nhạc nhẹ nhàng, nhạc trữ tình á thì nó sẽ cực kỳ hay luôn. Tiếng mic của nó trung thực, ok, khá là trung thực và dày dặn vocal. Đồng thời là bass chép mình cũng chỉ để ở 12 giờ thôi, nhưng mà nghe nó cũng rất là hay rồi, không cần phải chỉnh thêm một cái gì hết. Phần echo thì quý vị hát nhẹ nhẹ có thể để giữa luôn cũng được, để giữa luôn cũng được, nhưng mà mình thấy nó hơi nhiều, có thể mình giảm xíu, giảm nó tầm khoảng 10 giờ 11 giờ thôi. Mình ca thì nó sẽ ok, hiệu quả hơn ha. Tại vì echo khi mà mình cho nhiều quá nó sẽ lái cái giọng hát của mình và nó sẽ không có hay. Bây giờ em sẽ xin phép em hát một bài để cho mọi người nghe. Hơi tiếc một chỗ là trên dòng passion chỉ gõ gọn 5-6 từ đó thôi. Có một cái điều chỉnh dãy mid. Nếu như mà có cái nút mà để điều chỉnh dãy mid nữa thì mình nghĩ nó sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều. Để mình có thể mình tăng dãy mid lên hay là giảm dãy mid xuống. Còn này thì nhà sản xuất cố tình là không cho chúng ta can thiệp vào luôn. Đấy. Thì mỗi một dòng loa nó sẽ có đều có điểm mạnh và điểm yếu của nó hay mọi người. Ok. Còn về chất âm thì không gì phải bàn cãi rồi. Đây cũng là một cái dòng loa cao cấp. Mình nghĩ là cũng là một cái sự lựa chọn rất tốt trong cái tầm giá đó, vài triệu đồng dài cho mọi người. Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ
liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cứu. Hỡi cơn mưa bao đêm không tạnh, liệu người đứng mãi trong mưa có lành không em. Tin ngay ca khúc ngoan cũng sâu, mà sâu ai khéo đông đo vừa tròn câu hát. Anh cũng mang một khúc u sầu, mà sâu anh chấp kín khoang mây đồ thuyền hoa. Trời làm gió sẽ cánh chim quyền, mỗi nhịp bước mỗi thương cho chân truyền. Người gọi mãi, người miền tái thắt lòng ngu yên. Người hờ hững đêm mây cũng đưa, chẳng về với anh nữa cũng đưa. Thà là âu thương, xin được cánh biển ấm dương. Anh thật ghét cái chốn đông người, vừa bao ta hai đứa xứng đôi, giờ vẫn hai người lại bao ta không phải một đôi. Anh vội mang đôi cánh chim quyền để đổi lấy đôi khóa ly biệt, khóa duyên mình khói kẽ là đêm người ngủ yên. Ok, vừa rồi là mình đã test karaoke và cũng như là test các thể loại nhạc trên dòng loa Bassin đến từ Baramat cho tất cả mọi người trải nghiệm. Và mọi người có cảm nhận thế nào về chiếc loa này, về tổng thể ngoại hình này, về chất âm, về các thể loại nhạc, thì nó điểm mạnh và điểm yếu như thế nào, chúng ta cùng có thể thảo luận với nhau trong phần comment nhé mọi người. Còn về sản phẩm này thì hiện bên em cũng đang kinh doanh dòng sản phẩm này. Nếu như chúng ta yêu thích có thể liên hệ ngay số hotline bên trên màn hình, thì em sẽ có một cái mức giá chiết khấu tốt nhất dành cho tất cả quý vị đang là khách hàng của Duy Nguyễn Studio ha. Xin mời chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.